Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách là làm bột nhún, nhưng mà mình sẽ trộn lẫn bột. Mình đã làm các công đoạn như là chạy nhám, rồi nhúng lớp base và nhúng một lớp màu kim tuyến đậm. Thì cái kim tuyến này nó đậm mà nó đỏ, nó như thế này, nó đậm. Mình đã nhúng một lớp và mình nhúng được 90% bề mặt móng. Cái lớp thứ hai là mình sẽ dùng một màu khác, màu đỏ tươi. Cái màu này nó đỏ rực rỡ hơn. Và nó sẽ ra như thế nào khi mà mình nhúng cái màu này lên trên của cái màu đỏ đậm này, nó sẽ ra màu trung gian như vậy. Đó là một trong những bí quyết mà làm sao mà để tạo thành nhiều màu ở trong tiệm. Tại vì có nhiều khách nó tới họ đòi những cái màu mà mình không có sẵn, thì mình sẽ nghĩ cách là mình sẽ pha màu. Đây là màu đỏ đậm ha, mình nhúng cái màu đỏ lợt lên thì nó sẽ trở thành màu ở giữa. Và tương tự như vậy mình sẽ nhúng hết cho 10 ngón. Sau khi nhúng 10 ngón lên thì mình cũng tiếp tục những công đoạn khác, những công đoạn tiếp theo như là bộ móng nhúng bình thường, là mình phủi những cái bụi này xuống rồi mình nhúng bột clear lên. Nhưng mà trước khi mình nhúng bột clear là mình luôn luôn chùi cho nó sạch đi, tại vì cái bột clear của mình là nó rất là sạch sẽ, mình không có muốn những cái màu đỏ này nó làm dơ cái bột clear của mình. Mình sẽ chùi sạch sẽ cái phần dưới dính ở dưới móng này ha. Đây là cái màu nó nằm trung hòa giữa màu kim tuyến đậm và kim tuyến lợt, thì nó sẽ ra cái màu trung hòa như vậy. Một lát nữa khi mình bỏ top coat lên á, bỏ nước bóng á, thì nó cũng sẽ ra y như vậy. Đẹp phải không mọi người? Nó không đậm mà nó cũng không lợt, nó nằm ở giữa ha. Tương tự mình sẽ nhúng cho 10 ngón. Tương tự như những bộ làm bộ móng tay làm một nhúng tương tự khác, mình bỏ bột clear xong mình sẽ bỏ lên 10 móng là cái ngón cho khô bột. Sau khi bột đã khô, bắt đầu mình sẽ dũa. Sau khi dũa xong, mình sẽ dùng một cây đầu bén và chạy khóe. Sau đó mình sẽ bóp phờ cho bề mặt bóng, bề mặt của móng nó được láng mịn. Sau đó sẽ cho khách đi rửa tay. Sau khi rửa tay xong, mình sẽ bỏ nước sơn bóng cuối cùng là sẽ hoàn thành bộ móng tay. Thì video hôm nay chủ yếu mình sẽ nói với mọi người biết là cái cách kết hợp giữa hai màu bột với nhau tạo thành một màu mới. Điều này sẽ giúp rất nhiều trong tiệm của bạn khi mà bạn có một lượng màu vừa phải, nhưng mà bạn biết kết hợp, nó sẽ tạo ra được rất rất nhiều màu và nó linh hoạt, mình sẽ giúp ích cho công việc của mình rất là nhiều vì có nhiều sự chọn lựa cho khách. Và đây là kết quả cuối cùng, sự kết hợp giữa hai màu nó sẽ ra màu như vậy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Bye, thanks for watching.